Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những thông tin ghi nhận từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Lần đầu tiên hơn 300 ông già Noel tham gia cuộc thi chạy bộ tại thành phố Vũng Tàu. Ngư dân Phước Tỉnh, huyện Long Điền ngày càng hiểu đúng, hiểu đủ về bảo vệ hành lang an toàn công trình dầu khí. Câu chuyện về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, nhân ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một người con anh hùng của quê hương đất đỏ. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình bà Dương Thị Tính, ngụ ở ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng gia đình bà Dương Thị Tính, ngụ xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, có diện tích 80m², tổng chi phí xây dựng khoảng 140 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ, Ủy ban Nhân dân xã Lộc An hỗ trợ 80 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đóng góp thêm. Tại lễ trao nhà, quân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ, Ủy ban Nhân dân xã Lộc An đã tặng gia đình bà Tính nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Mừng Giáng sinh năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các giáo xứ tại huyện Xuyên Mộc. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm chúc mừng giáo xứ Văn Coi, giáo xứ Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Tại các nơi đến, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương những đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chúc các linh mục, giáo xứ và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Các thành viên trong đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn mối quan hệ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bây giờ là ghi nhận về một số hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân tại huyện Côn Đảo. Bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Côn Đảo đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo nguyện đoàn kết một lòng để vượt qua mọi khó khăn thử thách, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng Côn Đảo ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sau lễ viếng, lãnh đạo huyện và cán bộ chiến sĩ nhân dân đã đến thắp hương tại mộ phần các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước trong khuôn viên nghĩa trang Hàng Dương và thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Côn Đảo. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Côn Đảo cùng tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội, của lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Côn Đảo. Phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo luôn ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng công tác huấn luyện, hội thi, hội thao ngày càng được nâng lên. Bây giờ là ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu nhằm tạo sân chơi ngoại khóa ý nghĩa, nhằm bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, yêu cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Hơn 3 năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Liên đội trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân thành phố Vũng Tàu lại tổ chức cuộc thi viết và làm thiệp xuân gửi các chiến sĩ, chú bộ đội. Năm nay với chủ đề Tết và chú bộ đội, cuộc thi làm thiệp xuân gửi các chiến sĩ, chú bộ đội của trường thu hút hơn 50 học sinh tham gia. Tham gia cuộc thi làm thiệp Tết và chú bộ đội, học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân thành phố Vũng Tàu đã tự tay thiết kế, sáng tạo, trang trí những tấm thiệp theo suy nghĩ và cảm nhận của mình. Tại mỗi bức thiệp, các em đã gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đang thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết. Cuộc thi làm viết thiệp xuân tặng các chiến sĩ của trường đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các em học sinh.
Theo kế hoạch, những tấm thiệp xuân này sẽ được gửi trực tiếp đến những đồn biên phòng, đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và được hội đồng đội thành phố tập hợp gửi các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa, Hoàng Sa và các nhà giàn JK1. Chiều qua, người dân thành phố Vũng Tàu đã hào hứng khi chứng kiến một cuộc thi chạy bộ thú vị với sự tham gia của 300 vận động viên là những người mang trang phục ông già Noel. Cuộc thi có tên Vũng Tàu Santa Run 2019 do Nhà văn hóa thanh niên tỉnh tổ chức. Cuộc thi chạy bộ Vũng Tàu Santa Run 2019 được Nhà văn hóa thanh niên tỉnh phát động từ giữa tháng 11 năm 2019. Khi tham gia vào cuộc thi, các vận động viên phải hóa thân thành nhân vật ông già Noel. Dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng cuộc thi Vũng Tàu Santa Run 2019 thu hút rất nhiều vận động viên là người dân thành phố Vũng Tàu với độ tuổi từ 15 đến 60 tham gia. Khi ban tổ chức đưa ra ý tưởng và phát động thì các bạn đoàn viên thanh niên nói chung như học sinh riêng rất là hưởng ứng, và đặc biệt là từng hộ gia đình cùng tham gia để cuộc chạy bộ này, từ em nhỏ đến người lớn. Ba trong nhà Noel cùng chia sẻ của mình thông qua chạy bộ, mang một cái thông điệp để làm sao để em cái hơi ấm tình cảm của mình đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong cái mùa Giáng sinh và chào đón năm mới 2020. Khá là hồi hộp bởi vì đây là cuộc thi đầu tiên được tổ chức ở Vũng Tàu, cũng như là quy mô là ở trên Việt Nam là nó là duy nhất, hiện tại là số 1. Trước cái cuộc thi mở ra như này với cái màu áo như này thì mình rất là cực kỳ đấy, thú vị, rất là hấp dẫn, và thấy là đây là một hoạt động rất đáng để tham gia. Tụi mình tham gia chương trình này với cái tư thế là rất là háo hức này, vui vẻ nhất và sẵn sàng gọi là tự do nhất, và rất là cảm ơn ban tổ chức đã có cái ý tưởng mà tổ chức một chương trình tuyệt vời như thế này. Sau phần khởi động tập thể, các vận động viên là những ông già Noel bắt đầu chặng đua trên cung đường chính của thành phố Vũng Tàu, từ Nhà văn hóa thanh niên đến khách sạn Kỳ Hòa, đường Trần Phú, qua mũi Nghinh Phong và về đích tại Nhà văn hóa thanh niên. Tổng chiều dài đường đua là 10 km. Dạ, mình rất là mong năm nào cũng có như vậy, vừa là tổ chức để cho tất cả mọi người là vừa rèn luyện sức khỏe, thứ hai là đoàn kết, là vui với nhau. Cuộc thi đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và du khách trong mùa Giáng sinh và chào đón năm mới 2020. Phần thông tin địa phương được tiếp nối với ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Đến năm 2025, thị xã Phú Mỹ tập trung thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình sách giáo khoa theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thông tin này được khẳng định tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thị xã. Thực hiện theo lộ trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ năm học 2020-2021, thị xã Phú Mỹ sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa mới đối với lớp 1. Từ năm học 2021-2022, triển khai đối với lớp 2 và lớp 6. Từ năm học 2022-2023, triển khai đối với lớp 3 và lớp 7. Từ năm học 2023-2024, triển khai đối với lớp 4 và lớp 8. Từ năm học 2024-2025, triển khai đối với lớp 5 và lớp 9. Bên cạnh đó, thị xã Phú Mỹ còn tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Tiếp tục là các tin vắn đáng chú ý khác diễn ra trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hắc Dịch thị xã Phú Mỹ đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương, viếng đền thờ liệt sĩ địa phương nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đền thờ liệt sĩ phường Hắc Dịch hiện thờ cúng hơn 300 liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước, đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên mảnh đất Hắc Dịch. Sau lễ viếng đền thờ liệt sĩ, phường Hắc Dịch đã tổ chức họp mặt ôn truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hội chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tham gia hiến máu lần này có 200 người là cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Kết quả, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thu được 175 đơn vị máu.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân hiến hơn 2.000 đơn vị máu, vượt 103 đơn vị so với chỉ tiêu tỉnh giao trong năm nay. 14 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội Phụ Nữ và phong trào Phụ Nữ năm 2019 đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ Nữ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm qua, các cơ sở Hội Phụ Nữ trên địa bàn thị xã đã tạo điều kiện cho 875 chị em vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Duy trì hơn 800 nhóm phụ nữ tiết kiệm với tổng số tiền huy động gần 25 tỷ đồng, giúp gần 6.300 lượt hội viên phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ Nữ thị xã Phú Mỹ còn vận động 170 suất học bổng, 565 phần quà với tổng trị giá gần 170 triệu đồng tặng con em phụ nữ vượt khó học giỏi. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã tiếp tục công nhận lại phường Phú Mỹ đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2014-2019. Năm 2014, phường Phú Mỹ được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. 5 năm qua, 100% công trình công cộng xây mới đều có giấy phép theo quy định. Xây dựng có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Phường cũng chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Hiện trên địa bàn phường có hơn 87% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, tăng 3,4% so với năm 2014. 6 trên 6 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa. Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư. An ninh trật tự được đảm bảo, không phát sinh tệ nạn xã hội. Khép lại phần thông tin địa phương là ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền là địa phương có số tàu thuyền đánh bắt hải sản lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên 1.700 phương tiện với hơn 10.000 thuyền viên. Thời gian qua, để ngư dân địa phương hiểu đúng, hiểu đủ, từ đó không vi phạm hành lang an toàn các công trình dầu khí, ngành chức năng và đơn vị quản lý tuyến ống dẫn khí đã không ngừng tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho ngư dân khai thác hải sản trên biển. Trước đây, tình trạng ngư dân Phước Tỉnh, huyện Long Điền thường xuyên xâm phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí diễn ra như cơm bữa. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng này giảm rõ rệt. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, không xảy ra tình trạng vi phạm nào. Có được điều này là do lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giải thích, hướng dẫn rất cặn kẽ để bà con ngư dân chấp hành đúng luật khi khai thác, đánh bắt hải sản trên biển. Thì tôi cũng nhận thức được là không xâm phạm vùng biển các nước bạn và chúng tôi sẽ chấp hành theo luật lệ của nhà nước đưa ra. Và trong quá trình dầu khí và khoan, bất cứ nơi nào, chỗ nào không cho phép chúng tôi tới thì chúng tôi không được tới. Thì riêng cái bản thân tôi là về tuyên truyền cho các thuyền viên và tất cả những cái người mà hoạt động ở trên biển để né những cái vùng mà nguy hiểm ống dầu khí giãn qua. Xác định truyền thông là một giải pháp quan trọng trong đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí. Hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho người dân ở những khu vực tập trung nhiều tàu thuyền, thuyền viên như xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền được lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý tuyến ống dẫn khí chú trọng. Cái nội dung của buổi truyền thông tập trung vào ba cái vấn đề chính. Một là các quy định về an ninh an toàn đường ống dẫn khí theo Nghị định 03 và Nghị định 67 của Chính phủ. Hai là tuyên truyền các nội dung về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, là cấp các cái tờ rơi có in các cái tọa độ để khi mà ra đánh bắt tại các cái vùng mà có đường ống dẫn khí đi qua, bà con sẽ tránh các cái tuyến ống dẫn khí để không thả neo, không đánh bắt hải sản tại khu vực này. Thông qua việc tuyên truyền, ngư dân, chủ tàu thuyền dần hiểu rộng, thấm sâu về tầm quan trọng của các công trình dầu khí, đặc biệt là hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển. Được hiểu đúng, hiểu đủ, ngư dân, chủ tàu thuyền tại Phước Tỉnh, huyện Long Điền càng chủ động và tự nguyện bảo vệ các công trình dưới biển, kịp thời ngăn chặn, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố, các hoạt động xâm phạm đường ống dẫn khí, hướng tới bảo vệ tuyệt đối dòng tài nguyên quý giá của quốc gia. Thưa quý vị, sinh ra ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam và phong trào Cộng sản quốc tế.
Ông là người đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được bầu làm đại biểu Quốc hội năm 1946 và được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu rất dạng người hôm nay xin giới thiệu đến quý vị nhà cách mạng Dương Bạch Mai, một trong những người con ưu tú của Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai sinh ra ở Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Thuở nhỏ, ông học ở quê nhà và tiếp tục lên Sài Gòn học tập, rồi lại du học ở Pháp. Thời gian học ở Paris, ông tham gia Đảng Việt Nam Độc Lập do một số nhà yêu nước Việt Nam sáng lập tại Pháp. Sau đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1932, ông về nước, sống và hoạt động tại Sài Gòn. Năm 1939, ông bị Pháp bắt và đày đi Côn Đảo cùng với những nhà hoạt động cách mạng Lê Hồng Phong, Lê Chuẩn, Nguyễn An Ninh. Đến năm 1943, ông được trả tự do nhưng vẫn bị quản thúc tại Tân Uyên, Bình Dương. Đến năm 1945, ông là một trong những người lãnh đạo khởi nghĩa cướp chính quyền tại Sài Gòn, phụ trách công tác an ninh trong Lâm ủy Nam Bộ. Năm 1946, tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông được bầu là đại biểu Quốc hội. Ngày 4 tháng 4 năm 1964, ông đã qua đời tại Hà Nội khi mới 59 tuổi. Hài cốt của ông sau đó được đưa về quê nhà thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Phần mộ của ông ở khu mộ gia tộc họ Dương luôn được đoàn viên thanh niên địa phương thường xuyên thăm viếng, chăm lo chu đáo. Mỗi lần đến dịp lễ lớn thì đội thanh niên của xã Long Mỹ thì tụi em ra đây để dọn dẹp, quét dọn, rồi lau chùi các phần mộ của ông Dương Bạch Mai và làm cỏ, phát quang mấy cái bụi rậm trống. Và tụi em cũng trồng mấy cái cây trước để cho xanh sạch đẹp hơn cái phần mộ. Vào các dịp lễ Tết hàng năm, lãnh đạo, nhân dân địa phương đều tổ chức viếng tưởng niệm cho hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai. Qua đó cũng nhắc nhở các thế hệ trẻ tiếp tục tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông, ra sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Là một người trẻ, là một cái thế hệ nối tiếp sau này, là một cái tương lai của đất nước, thì bản thân em thiết nghĩ rằng mình, bản thân em và nói riêng, bản thân của thế hệ trẻ hiện nay nói chung thì cần phải nhìn lấy những cái tấm gương như của cụ ông Dương Bạch Mai để mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lấy đó làm động lực để làm sao hoàn thiện bản thân, tiếp tục rèn luyện tu dưỡng, đặc biệt là đạo đức, lối sống, để mà sau này tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cả cuộc đời của nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai luôn đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông là người cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tri ân và ghi nhớ những đóng góp lớn lao của ông, địa phương đã lấy tên ông đặt cho trường học và đường giao thông. Chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây tạm dừng. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin 14 giờ 50 phút, 18 giờ, 18 giờ 30 phút và 21 giờ 50 phút. Rất mong sẽ đón nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị.